chúc quý vị một buổi tiệc, buổi tối hôm nay được vui vẻ nhà này hạnh phúc à. Chào đi, chào. Chào. Tao giả cho mặt mày à. Cái gì vậy? Mày khôn hay. Trời ơi, tự nhiên anh xuống ra đây chỗ đông người trên giả cho mặt mà. Trời ơi, trời, bước mình giới thiệu bước ra người ta phải. Ta cười thì ổ tay. Ừ. Sao tôi cười nãy với tao mà nhăn nhăn. Hỏi bà con có bác có thể cho tôi vô tôi cười quá trời luôn á. Cười á. Mày cho hội trong đó tôi cười không hả? Cười xấu dữ ba. Không dám xấu đâu, ở nhà má tôi nịnh tôi bài á. Nịnh chứ. Má tôi khen tôi lắm á. Khen nữa hả? Má tôi nói con ơi con cười giống lắm đấy nha quá. Má nói lộn rồi. À, má phải nói nè. Con ơi sao con cười giống lắm chấn thương quá. Cười xong quá. Cười xong. Đàn ông con trai mình cười cho thoải mái có lịch sự đàng hoàng. À đây nè, ông thở theo nè. Nụ cười của một thằng con trai. Đây con trai cười sao đâu. Cái đó là phải con trai. Vậy chứ con gì? Cái đó con bóng à. Vậy chứ con trai cười sao? Con trai ta cười dễ thương lắm. Tới giữa đám cưới hay đám tiệc nào cũng có nhiều người nữa. Đúng rồi. Nếu mà đám thôi lâu nè. Ừ. Mình cười làm sao cho người đám có cảm tình cho mình. Cười sao? Con lại ông nào đi. Trời ơi, đi gần 3 ngày chắc bị đánh quá à. Sao vậy? Này nụ cười với gái ơi. Mày tình cảm với dê gì đâu. Ủa? Gì? Con thấy mặt đẹp dữ chẳng. Dạ giàu, dạ giàu, giàu, anh mặt gì không hả? Nghe nói cái này giàu dữ lắm hả? Trời, biết chợ Bạc Liêu Quay không? Của ai? Tôi. Tụi giàu quá. Chưa, nó biết bãi biển Bạc Liêu Quay không? Của ai? Tôi luôn. Quá giàu. Cái nhà này của ai không? Của ai? Của ông Khang. Xong đó của anh? Thôi, tôi bị đánh sao? Vậy đó hả? Ừ, mày đi ra đây. Đi, thôi nói nè. Thôi nói. Cháu nội ông Khang nè. Vậy hả? Ờ, à, bây giờ để chúc bà con nghe. Ừ. Cái gì? Hả? Nói gì? Để tôi cầu chúc đứa bé mà hoàn chúc lớn. Ừ. Cầu chúc cho gia đình được hạnh phúc. Ừ. Cầu chúc cho bà. Thôi. Giọng Khanh nói lộn lộn sợ người nổ Khanh. Anh đừng chúc giùm tôi đi. Vậy nè. Trời ơi, cái sớm đồn đường đứng chân á. Sao anh mở miệng mà vô duyên mà đòi chúc. Cái sao? Chúc là phải để tôi. Được không? Tôi không mở miệng thôi, mở miệng như Nhã Ngọc Phương Châu vậy đó. Nhã Ngọc là Phương Châu luôn. Ừ. Cái này là chúc. Có dần có điệu đàng hoàng. Bây giờ giữa chỗ đông người đã chúc. Anh chúc là gì? Năm nay năm gà phải không? À, tôi chúc dần nha. Hay, cái này hay nè. Nghe, bắt đầu học hỏi nha. Ừ, đầu tôi muốn dần nha. Đúng rồi. Có cái dần khác thì nhả trong mặt à. Tiêu chí, nghe chúc học hỏi nè. Dạ. Dạ, kính thưa ông bà, cô bác. Bà. Cô quýnh con ba. Mày nói chúc dần nha. Mày đúng rồi. Sao mày chúc dần á? Trời, cái này là mới bắt đầu chúc. Bắt đầu chúc dần nha, nó hả? Là nghe cái chát. Dần A phải không? A, A, tám, chán, dám rồi à. Nghe nè. Dạ, năm nay là năm con gà. Đó. Cầu chúc đức mỗi nhà được trẻ mãi không già. Đó. Tình yêu đậm đà. Tiền bạc vô cả nhà như nguyên gia đình cười khà khà. Hết. Mình nhắn ngọt rồi thôi đó. Đó, chúc là dần A có vậy thôi chứ. Trời ơi, mình chúc mà phát khuyên sao ta làm ăn phát tài được chứ. Chúc vậy sao được. Vậy giờ chúc mà dù phim đó hả? Chứ sao? Mà muốn phim bà con lấy cái xấu mình ra được phim. Ờ, tôi không dám lấy cái xấu mình ra, dám lấy không? Cái mẹ, tôi lấy cái xấu tôi ra tôi phim bà con của bà. Hay 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 á. Đó. Nhưng mà chúc dần gì? Từ đầu tới cuối cũng dần Nga luôn. Dần Nga luôn phải không? Chứ sao? Đâu chúc thử được nghe coi. Chương trình Thôi Đôi xin kính chúc bé mà anh cảm lớn cùng tất cả quý vị gần xa. Đúng rồi, dần Nga. Làm ăn tay bạc tay nhà. Được. Trong tủ nhiều vàng lá. Trong túi đầy đô la. Đó, cái là chúng có duyên rồi đó. Nhưng khi có tiền rồi đừng nên sống xa hoa, ăn nhậu say lá cà, đi tới chỗ mát xa, không lo cho vợ nhà mà lo cho vợ người ta. Trời ơi, nói bắt đầu vô duyên tới nữa rồi. Ủa, đã chúc mệt thấy bà đó không thấy vỗ tay đó vậy ta. Này chơi với ngài à. Nãy giờ tôi nghe chúc chứ đâu nghe phiên đâu. Bây giờ phiên nè. Phiên phải không? À, mà dần dần Nga đúng không? Dần Nga. Rồi, chúc em phiên đi. Tất cả các bạn thanh niên đang ngồi đây nhớ đừng bắt chước bảo chung. Dặn cái gì? Có nói chút dần gì? Dần A. Tôi mới nghe dần Ung. Tao chưa nói hết mà. Không, đã nhau à. Mở miệng là dần A. Nghe kỹ coi cha. Nghe. Tất cả các bạn thanh niên ở đây đừng bắt chước bảo chung nha. Nha. Rồi dần A. Có một lần nhậu đã. Ừ. Lén bà xã đi massage. Trời ơi, đang massage đã. Đó. Bỗng nhiên bả la. Trời ơi. Nắm khổ lâu về nhà, tay cầm cái chỗ trà, miệng thì bả cứ la. Bả dữ quá. Đang nghĩ hồn tưởng bả tha. Ừ. Tôi liền cười, ha hả. Khỏe ơi. Bả tát một cái mặt xinh và bả má, tôi nhìn không ra. Từ đó ẩn tới già, không dám đi massage. Nhớ đừng bắt chước vào chung nha. Được, năm nay trước là có lý rồi đó nha. Ê, lúc này làm gì? Khỏe không? Khỏe. Còn dạng đau không? Ê. Chị không đau ớt thì vĩ quản rồi. Làm gì? Nhìn mặt là biết không hay biết vụ gì phải không? Chưa. Báo biết một tin mình. Vụ gì?
tôi bây giờ không còn con người bình thường nữa. Chứ sao? Đi rồi. Phải. Không bình thường có nghĩa bây giờ tôi là ca sĩ rồi. Phải không? Mà đặc biệt không hát nhạc Việt Nam. Hát nhạc gì? Hát toàn là nhạc Mỹ không? Được không cha? Anh biết Michael nó xanh không? Biết. Tôi hát Michael mà tôi nhảy Michael luôn. Trời ơi, nãy nó chạy sao đâu, tôi hát nhạc Michael luôn. Giờ là như quên tiếng Việt Nam luôn rồi. Hay quá vậy ta. Muốn nghe không? Nghe. Yeah. Hát thử cho nghe nào, Michael bắt đầu. Nhiều quá, cái hát tiếng Việt Nam dễ nghe hơn. Thấy cái nhỏ nó cười không? Phải. Có phải gì nó chửi vào đầu mày á. Chửi đi, nó ngu. Không biết hát tiếng Mỹ tao dạy cho. Trời ơi, dạy luôn á trời. Chuyên môn hát nhạc nước ngoài nè. Dữ à? Đó, biết là nhạc rap nước ngoài. Rap Mỹ? Bình thường. Rap Pháp? Chuyện nhỏ. Thì rap nước nào? Campuchia. Campuchia là gì có rap không đâu? Rap Campuchia hay rap Mỹ nè. Phải không? Đặc biệt tôi hát bằng tiếng Khmer luôn. Hay á. Nghe từ đầu tới cuối nè. Ừ. Tiếng Khmer nha. Ừ. Sau đây bị nghe bài hát Khmer được ba tên Un Un Salen Bốn Thế. Đi tới đâu? Mới tới Sắp Trăng rồi. Tiếp mà đặt đổ nổ. Tại vì biết hát cái Campuchia đó. Biết hát không? Ngon thì hát cho tôi. Sao? Giờ tôi hát bài, anh hát bài. Mà phải có chủ đề nào qua cho ra chủ đề không? Tôi đố ông ra. Gì? Tết nhà người ta cúng cái gì? Ông đích còn biết nữa. Trên bàn thờ ông bà tổ tiên người ta cúng trái cây. Cho anh lửa trái cây và lửa trên âm nhạc. Ủa là sao? Tất cả các bài hát đều có trái gì không có là thua. Vậy là chết luôn. Nhà tôi không ăn thôi, ăn còn cái cây thứ dữ không? Phải không? Anh nghe mùng một nhà tôi cúng cái trái này nè. Mắc tiền không? Mà đặc biệt cái trái này không ai dám ăn. Trời ơi. Mà nhà tôi dám ăn. Trời ơi, tôi ghét trái gì rồi. Trái gì? Lũ đạn. Tôi giả mặt nè. Không có nhà nào ăn, mình nhà nó ăn. Lũ đạn ăn cho anh không vậy? Nghe không? Nghe. Nghe nè. Tôi cúng chiếu cá. Nhà ta ăn trái lạ không à? Thầy làm chiêu khuyên về đình nhà đó thửng thửng hết trơn. Ở nhà anh có trái gì? Má ta đâu có tiền nhiều đâu anh. Gì hả? Má ta chủ tiệm vàng ở Bạc Liêu là bán trái vậy đó. Ăn ký 2 triệu rồi. Ăn cái gì mà 2 triệu? Nhớ mùa trộm trộm trộm. Trộm trộm mà 2 triệu. Hỏi bà con có 2 triệu không? 2 triệu bao nhiêu? Nguyên xe cầm nhầm. Nguyên xe công nhân có bị đập nổ. Trái gì đâu? Nghe mùng 2 Tết, nhà tôi cúng trái này nè. Trái gì? Mỗi lần cúng trái này tôi buồn lắm. Ờ. Tôi nhớ mẹ tôi lắm. Mày vậy đừng hát. Sao vậy? Mày nhớ cái má mày đã biết mày hát trái gì rồi. Trái gì? Rú sữa. Đó. Mở miệng nó bậy quả em nổ. Cũng là bậy chịu nổi nè. Nghe không? Nghe nè. Mẹ già. Hãy đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Con phải thì còn nhỏ lại gái lớn. Bánh trẻ có biết cái vườn dừa, ba tao có biết cái vườn dừa. Má mày chỉ có để chùi, để chùi hay gì để chuối. Chuối của queo mà nổ. Nghe cái trái được ngọt không nè? Đâu. Anh cam chịu chấp nhận sự yếu kém.
người nói gì không nội? Đại ca, ẻm giùm nó lớn nha. Anh cam chịu, nhà tao có trái cam, nhà mày không biết ăn cam, ba mày chỉ biết ăn dừa. Mày đóng là đem mày luôn hả mày? Có chồng nghe thu với ông hát qua hát lại tới sáng chưa hết nữa. Vậy hả? Tại sao bên nay ngày tao nói ngày vui là tới đứa mình hùng lại hát bài hát tặng bà con có bác tặng vô nhà được không? Ok. Như thế này nè, theo toàn thể quý vị ở đây cũng biết, các bà con này cũng biết, anh Khanh cũng biết luôn nữa là danh hài Bảo Trung mình xuất thân từ Cải Lương, đúng không? Tại sao mình về quê hương Bạc Liêu là cái nôi của bài ca giọng cổ quê hương của Cải Lương, của Bác Sáu Lầu? Thì mọi người ở đây, anh Khanh và những người bạn của anh Khanh nữa, tha thiết yêu cầu nghệ sĩ Bảo Trung sẽ cùng hát một câu giọng cổ Cải Lương để tặng cho bà con hay được không ạ? Lâu lắm rồi thì Bảo Trung không có hát Cải Lương. Thế bây giờ thì theo lời yêu cầu của anh Khanh cùng tất cả quý vị, Bảo Trung sát một câu giọng cổ nói về tâm sự của Bảo Trung. Xin một tràng pháo tay cho nghệ sĩ hài Bảo Trung được không ạ? À? Nói cuộc đời nghệ thuật là cũng khổ lắm, ai cũng có cảnh khổ giống như nhau. Giống như tôi nè, mới về Trung Quốc xuống chợ Bạc Liêu nè, mấy bà mấy cô chỉ cha Bảo Trung này thấy dê gì đó. Mà tôi đâu có dê đâu, tôi gặp mấy bà, bà mỉm cười cho Bảo Trung, tôi làm hế hế hế, bà nói tôi dê. Bà con ơi, không lẽ gì tôi yêu cái đẹp, cái xinh của người phụ nữ, mà bà con nỡ ghép cho tôi hai cái chữ dê sâm. Nếu thấy dáng không có đàn ông, thì dù đàn bà đẹp cũng chẳng có ai dòm. Mình không nhìn cái bả nó bộ xấu mà vô duyên lắm sao mà không nhìn. Mà nó nhìn tiếp tiếp từ từ nó bả nói là mình dê. Ngày xưa đàn ông bảy thiếp năm thê, đàn bà chịu gánh khu thế có một lần. Ngày nay cớ tạo xây dần, đàn bà dê bảo gấp trăm lần đàn ông. Thấy kêu không?